để trả lời yêu cầu của quý vị, để đáp tạ lại tấm thanh tình của quý vị, cổ vũ cho dân châu hiện trạng pháo tay và những cành hoa tinh thần gửi cho dân châu, để dân châu sẽ trích đoạn trong một lớp tuồng mà năm 1976 gần kế bên đây nè, là cách đây là mới có khoảng chừng ba mươi mấy năm rồi đó, là đã đưa tên tuổi dân châu mà quý vị đã nhớ thì đó là tuồng tìm lại cuộc đời. Xin quý vị cho tràng pháo tay. Anh Hùng, anh đi Sài Gòn hay vợ đang ở đâu? Tao về Sài Gòn tìm về mái ấm gia đình thì thời ơi mái lá quá cho thang sớm nhỏ ngoại ô đã tan quan gì qua qua vợ con còn đâu nữa về phương trời nào sống chết biết ra sao cho nên tao mới lê tắm thân què cắp thành mũi ngoại ô tìm kiếm cho ra vợ con cố khổ. Trời ơi mai tới hôm qua tao mới gặp tao thấy rõ ràng vợ tao để chúng ta tìm thấy một niềm an ủi thủy
đưa mũi có nhau trong tình nghĩa sắc son. Anh thì trốn lính nằm quéo, còn em thì cạo tầng buôn bán. Em cực khổ mà em vui, anh nằm quéo mà anh tự do hạnh phúc. Bên cạnh vợ em và một đầu hàng hoàn cảnh mà anh phải trả thù. Anh sẽ hy sinh thân xác này để cướp lại linh hồn của em và những ngày thơ mộng cô. Dù cho em đã làm gì hiện tại ra sao thì anh cũng yêu em và tha thứ cho em. Anh xin em hãy quay về với chồng cũ và hình ảnh đứa con thơ mà mình đã chung sống với nhau trong quá khứ, thì nó phải thuộc về nhau trong hiện tại. Em cho mãi mãi là linh hồn, là lẽ sống của đời anh. Em đã ngự trị trong trái tim anh ngay từ những giờ hấp hối. Từ hôm nay trong cuộc sống, xin em đừng bỏ nữa. Giang Châu xin thề là cảm ơn. Dạ, xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và xin thay mặt nghệ sĩ ưu tú Giang Châu cảm ơn rất nhiều những tình thương của quý vị và những cành hoa để gửi tặng khích lệ tinh thần nghệ sĩ ưu tú Giang Châu, rất là cảm ơn.